Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi chiều ngày mùng 1 tháng 9 2019, tức là ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch. Thì chúng tôi ở đây là xưởng tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện là 6 đôi lọc bình cao 1m77 bằng gỗ xà cừ và làm rỗng. Thì cái này đục cửu long chanh châu, giá là 27 triệu một đôi tại cửa hàng. Hôm rồi chúng tôi mới chuyển một đôi vào trong An Sương, Hồ Chí Minh. Thì chuyển vào trong đó là cước phí là 1 triệu rưỡi nữa là 28 triệu 500. Và nếu mà cái đôi này mà chuyển đi Hải Phòng là cũng 1 triệu rưỡi. Đến thành phố Hải Phòng là 1 triệu rưỡi. Vẫn là 28 triệu 500. Chúng tôi sẽ đi xe tải đi. Hàng thì đục tuyệt vời luôn. Và cái hàng này đều làm là hơn một năm nay. Đã khô kiệt rồi. Ở một vài điểm nó có thể có cái vết nứt răm nhỏ xíu. Rất ít thôi, không đáng kể. Đây, ví dụ đây. Ví dụ đây quý vị nhìn thấy nó như cái tóc này, tẹo này. Đây ở dưới bầu này có một tí tờ tẹo đây. Đấy. Là chúng tôi là đã để khô xác sơ ở trên tầng 4. Cái này tôi cũng giới thiệu từ lâu rồi. Và bây giờ là đang đi vào hoàn thiện đây. Như vậy là trong một tuần nữa thì chắc chắn là sẽ xong được một hai đôi. Là sẽ sơn xong, còn lúc này là đang đánh giấy giáp ạ. Thưa quý vị. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Và xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại ở trên màn hình. 0984 666 999 hoặc là số Zalo là 0967 666 111.